nếu em muốn đi xa nơi ai, gặp thì tình yêu nơi ai, bỏ qua ngày tháng cùng nhau vượt qua. Nếu em hiểu, yeah. Rồi lúc em khóc trong đôi tay anh, để anh nhận ra rằng em đã ra chủ đề anh mang đi theo. Thì em hãy cứ đi, tìm một hạnh phúc mới, tìm một người thay thế trong những đêm. Để ai một mình, yeah, em cứ đi, đập đá hết ngày tháng qua, em cứ đi đi, vì anh đã chọn về mình thế. Thank you, xin mời quý vị nhiều.